lao vào xử người đàn ông hàng xóm vì hay coi bói cho mẹ và vợ mình. Trong cơn say, Sơn trách mẹ và vợ vì thường xuyên sang nhà anh Đê coi bói rồi xuống tay chém anh Đê. Ngày 19 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1985, quê thành phố Hồ Chí Minh, về tội giết người. Tại tòa, bị cáo khai gia đình anh NHD, sinh năm 1979, và gia đình bị cáo là hàng xóm tại huyện Bình Chánh. Ngày 8 tháng 12 năm 2021, mẹ của Sơn và em gái của Sơn đến nhà mẹ của anh Đê chuẩn bị đám giỗ cho ba anh Đê vào ngày hôm sau. Đến 20 giờ cùng ngày, Sơn nhờ vợ gọi điện thoại kêu cho mẹ và em gái về. Khoảng 10 phút sau, Sơn đến trước cổng nhà mẹ anh Đê lớn tiếng gọi mẹ và em gái. Lúc này, mẹ anh Đê thấy Sơn đã say xỉn, lớn tiếng chửi bới nên kêu mẹ và em gái Sơn về. Trên đường về, mẹ Sơn la mắng Sơn vì đã say còn đi lung tung, chửi bới hàng xóm. Còn Sơn thì trách mẹ thường xuyên sang nhà anh Đê coi bói nên Sơn mới kêu về. Khi cả ba đi ngang chòi bán nước của gia đình anh Đê thì nhìn thấy anh Đê đang nằm ngủ trên võng. Sơn liền lấy dao đã giấu trước đó chém nhiều nhát vào người anh Đê gây thương tích. Thấy vậy, mẹ Sơn cùng những người xung quanh can ngăn và đưa anh Đê đi cấp cứu. Sau đó, vợ của anh Đê đến công an xã để trình báo sự việc. Ngày 8 tháng 4 năm 2022, Nguyễn Ngọc Sơn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh bắt giữ. Theo lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh, xem xét vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sơn 14 năm tù.